Hello, Ajinomoto, lại một tuần nữa trôi qua và chúng ta lại tiếp tục đến với event tuần mới thôi anh em ơi. Trước tiên là mình cứ phải nhận thêm một đống kim cương rồi đó, 30 thùng bia. Đây chính là cái quà truyền tin Shiraoshi anh em nhá. Và tất nhiên đó chính là trong phần Mermaid Island này thì mình có thể là nhận quà vực thẳm rồi. Còn 2 ngày nữa là nó sẽ đóng thôi. Ôi, có cuốn chụp L1 là cực kỳ là phê luôn nha anh em ơi. Cuốn chụp L1 tiếp tục là mình sẽ sử dụng đó chính là Luffy của nó. Lấy luôn cho nó lên E4 nha anh em ơi. Đấy, nhập trai ngay, cười ngoác cái mồm ra luôn. Nâng cấp sao nào? Ôi dồi, thiệt chết rồi. Thiếu 7k đá nữa anh em ơi. Đấy rồi, đi huyết tế anh em ạ. Ôi dồi, huyết tế con 3 sao được ít thế nhở. Ôi dồi, thật à, mình huyết tế luôn mình con 5 sao cho nhanh nhá. 30k đá rồi. Cuối cùng thì cũng có thể nâng cấp được cho Luffy con của mình lên E4 rồi anh em ơi. Hay lên luôn. Ôi trời chết rồi, thiếu phôi 5 sao rồi anh em ạ. Một em này, ok, lo New World thì cũng cho làm phôi luôn nha anh em ơi. Này thì tiếp tục luôn này, Sanji New World cũng cho làm phôi nốt. Luffy con lên E4 nào. Ok la, được thực sự luôn. Nâng cấp level, lên luôn. Ôi kìa, không đủ nguyên liệu à. Đây ạ, múc luôn 20% máu đi, khả năng là ta được nhiều lực chiến này anh em này. 2 triệu 6 ngay. Ô, cái gì đấy? Hôm nay có Vegapunk Shop là cái gì vậy? Ủa, lần đầu tiên thấy này anh em này. Thu thập bản vẽ Vegapunk để đổi vật phẩm giới hạn nhé. Ủa, cái này thu thập ở đâu vậy trời? Lạ này, lần đầu tiên thấy luôn này anh em ơi. Cửa hàng hồn hải tặc luôn. Ok, 100 thùng bia nữa này anh em ơi. Tuyệt vời mặt trời. À đây rồi, mình đổi nốt xem được bao nhiêu thùng ta. 10 thùng ok này. 10 thùng nước đâu ta? Thêm 10 thùng đá XP nữa. Ô, vẫn được à? 10 thùng nữa, được luôn này. Ngon lành luôn anh em ơi. 45 đá XP 72 giờ, 200 triệu XP luôn. Ui sợ. Nâng cấp một phát lên 310 luôn anh em tên nào. Lò con nó, lên được 310 không? Ui, không lên được kìa. 304. Trời đất. Cú đây. Được rồi. Tiếp tục là all in và nhanh nhẹn nào anh em ơi. Ui. Final giật mình. Robin One Noi anh em ạ. Ui. Hơn 150 thùng rồi đấy mà chưa được em Shiraoshi nào kìa anh em ơi. Cú nhỉ? Tiếp tục nào, vã nốt đi anh em ơi. Bây giờ là được 200 thùng chưa ta? Hơn 200 thùng rồi đấy, không phải là ít đâu nha anh em. Ui, Sanji hắc ẩn này. Trời ơi, có khi nào mình nâng cấp thêm được một em Sanji hắc ẩn nữa không trời. Sơ sơ là mình nhìn thấy là 5-6 em Sanji hắc ẩn đang chờ đợi rồi nha. Ồ, Robin New World ngày hôm nay mình cũng được tầm 4 em rồi. Lại Sanji hắc ẩn. Áo ma Canada đấy nhở. Tìm kiếm Shiraoshi mà ra luôn hai em Sanji hắc ẩn anh em ạ. Ôi dồi ôi, này anh em nào lấy Sanji hắc ẩn đó mình cho bớt này. Robin Wano em thứ hai luôn kìa. Đúng là cuộc đời, thứ mình cần thì lại không có, mà thứ mình có thì lại không cần. Ơ, vậy ba em Sanji hắc ẩn luôn anh em ạ. Áo ma Canada thực sự luôn, khi nào mình chơi luôn hai em Sanji hắc ẩn trong đội hình không nhỉ? Ồ, nghe vẻ là hay này. Ồ, tí nữa mình thử nâng cấp xem Sanji hắc ẩn của mình có thể lên được level bao nhiêu nhá. Sao sùng các kiểu xem như thế nào nào. Lại Robin Wano, ba em Robin Wano luôn. Ngày hôm nay chỉ thế Robin Wano với cả Sanji hắc ẩn là thế nào nhỉ? Thôi, nhưng mà full vòng quay rồi đấy. Không chơi nữa đâu anh em ạ. Ui, nhận thưởng luôn khá là ngon này. 160 con bia vàng luôn. Mảnh với các kiểu 10 thùng bia. 36 cái bánh lái luôn anh em ạ. Ui, nhanh thế nhở. Ok, bắt đầu đến chuyên mục đi mở mảnh này anh em này. 6 mảnh bảo vật. À, 6 cái bảo vật chứ. Thôi, tiếp tục bảo vật vàng. Mảnh nào? Ngẫu nhiên là 2. Một em đầu tiên. Chopper. À, em thứ hai. Thì là em gì đây? Akauji. Nào, em gì nữa nào? Úi dồi ôi, đen thế. Tiếp tục đi, lại Luffy mà. Phát nữa xem nào, trời đất. Bây giờ là em gì nào? Cứ lo con nó các kiểu là ok này. Luffy con nó, Jack à? Em nữa thì sao? Ujitora. Vãi. Em gì đây? Enel, úi dồi. Nguy hiểm quá, lại Kid con nó. Bây giờ cũng là con nó nhưng mà Luffy con nó đi, trời ơi. Nami New World kìa. Vãi, tôi mở mấy cái mảnh này trước đi. Xem có hên hơn tí nào không. Đây 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 đây, 14 này. Đâu, có gì ngon không? Ôi vãi nồi. Không được một em gì ngon luôn. Quay trở lại đây xem nào. Lại Robin. Kỳ lạ vậy. Ui, đấy, được một em Logano này. Ngon lành này, lại ACE. Phát này thì sao? Karina, không ổn rồi. Lại tiếp tục là đi ghép mấy cái mảnh khác thôi anh em ơi. Đây, 82 mảnh luôn. Ui vãi. Loạt tình lác luôn này. Trời đất. Thế mà vẫn có chỗ nhở. Lại Enel. Cuối cùng. Phát cuối cùng. Rồi ôi. Sanji hắc ẩn mình còn đã phép anh em đâu. Mình còn tận 7 em đấy này. 350 trên 5 là chắc chắn là được 7 em. 7 em thì mình sẽ nâng cấp xem lên được level bao nhiêu nhá. À nhầm, lên được bao nhiêu sao nhá anh em nhá. Thành tựu có cái gì ấy. 800 kim cương này. Ơ, khá ổn nha. Tiếp tục nhận thưởng thôi. Ô, thế nhưng mà nếu như mình nâng cấp cho Sanji hắc ẩn thì có khi nào là lại phải thay bullet không nhở? Để mình thử coi. Mình ghép Sanji hắc ẩn và mình nâng cấp lên xem được bao nhiêu sao anh em nhá. Ui, càng đét luôn này. Ôi, nhưng mà sắp hết phôi rồi anh em ạ. Chết dở. Ok la luôn. Được một phát. Đột phá. Lên 140 luôn. Thôi không ổn rồi. Mình phải đi trùng sinh cho em bullet đây. Mở khóa E3.
hoàn trả này. Ok ngay. Đấy, lên 140 là điều easy luôn này. Tiếp tục là nâng sao thôi anh em ơi. Nhưng mà nghe vẻ là đang thiếu thốn vui quá. Không biết là có đủ nâng cấp lên E3 hay không ấy này. 1. Ui, phải dùng đến 4SS này là hơi căng này. 2 và 3. Rồi luôn. Ôi dồi ôi, căng thế. Lên là 9 sao luôn này anh em ơi. Ngon. Tiếp tục là 10 sao. Ui, toàn thế nhở. Tính nhầm rồi anh em ơi. Cái này chỉ lên được M1 thôi. Ôi, toang rồi, tính nhầm rồi. Đáng lẽ là để bullet thì nó vẫn hơn anh em ạ. Em này chắc chắn là chỉ lên được M1 thôi nha anh em. Thôi, nhưng mà không sao, đâm lao cứ theo lao thôi anh em ạ. Để mình huyết tế bớt một số em lấy cái điểm đá XP nâng cấp lên xem như thế nào nhá. Nhưng mà thiếu phôi 6 sao ở bên hệ Minh Mẫn anh em ạ. Dương phút đồ, ui lính chỉ 6 sao này. Phun. Ui. Buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà đang cơn khát nước lại ngập ngay anh đáy đường. Rồi, lính chỉ 10 sao nữa. Ngon lành cành đào luôn. 1, 2 và 3. Ok la. Trời, tuyệt vời quá. Lên E1 luôn anh em ơi. Ngon lành này. Mở khóa xem nào. Ok này, mình có thể là nâng cấp lên level 60 rồi. Máu thì cũng có thể cường hóa thêm được một chút. Rồi, ok, công được thêm 20%. Nâng cấp cộng chỉ số thì cũng được thêm một tí nữa anh em ạ. Trang bị nhanh này. Cường hóa đá các kiểu lên một tí xem nào. Nâng cấp. Ok, chí mạng, sát thương chí mạng à. Ấy à, nghe vẻ cũng được này. Thêm phát nữa xem nào. Công 9% máu, 20% sát thương chuẩn. Đá cam này. Đá cam phát nữa này. Công máu và sát thương chuẩn ạ. Tìm phát nữa đi. Ui dồi ôi, lại ra máu và tốc độ mới đau anh em ạ. Nhưng mà hết một cái đá này rồi. Cú vãi. Rồi, level 260 luôn. Thế thì mình lại có thể nâng cấp lên level 70. Sợ. Ngon lành luôn. Trang bị đặc thù. Rồi, lúc nãy biết là mình nâng được ra cái đá kia cộng theo phần trăm máu thì bây giờ mình nâng luôn được máu cho nhanh. Nhưng thôi, kệ đi. Vai thì chỉ có 768.000 thôi à. Ít thế nhở. Đấy, mình có thể nâng được cho Logano lên level 310 này. Ok, chạy vào phụ bản chiến trường đấu thử xem gọi là hai San Siết ẩn thì nó có khác gì không nhá anh em. Đây, cho Luffy Logano lên trước này. Tiếp tục là đây, ham này. Lưu đội hình nha. Chiến đấu thử xem nào. Lực chiến của mình có 11 triệu thôi thì mình sẽ đánh với bạn 11 triệu 5 này. Full lỏ. Đây, đội hình của mình cũng 11 triệu 5 luôn. Được nha. Chiến đấu thử xem như thế nào nha. Hai San Siết ẩn liệu rằng là có làm ăn được cái trò chống gì không đây. Rồi, San Siết ẩn của mình tốc độ khá là cao nhưng mà em này là em nào đấy? Đây là em E5 nhá. Ok la. Rồi, tiếp tục là San Siết ẩn bên kia phản đòn rồi. Và San Siết ẩn E1 của mình thì hơi cùi. Logano của mình đã được độ lên. Rồi, tiếp tục có chính là quyết định. Ủi, đau thế. Căng đét luôn, team bạn cũng không phải dạng vừa nha. Và Nami Wano thì cũng hồi sinh các kiểu cho team bạn cũng ghê đấy. Bên mình cũng ổ. Chóng hết cả mặt anh em ạ. Vãi trưởng, để luôn Shirao Shi bên bạn thì sử dụng ulti và hồi sinh cho đồng đội rồi. Căng thế. Shirao Shi bên mình thì ối dồi ôi, máu còn dấp dính nha. Ôi đừng. Ulti đi xong thì hẹo. Còn đó chính là đốt với con no. Nó đấm lên đau quá. San Siết ẩn vẫn còn sống. Trời ơi, nhưng mà là San Siết ẩn E1. Vai nồi, bên kia khỏe vậy. Không ổn rồi anh em ơi. Tình hình là chơi hai San Siết ẩn như thế này là không ổn một tí nào nha. Bên kia là 102. Không ăn thua rồi anh em ạ. Chơi kiểu này San Siết ẩn của mình nâng cấp chưa được mạnh, đâm ra là không ổn nhá. Đúng rồi, mình nâng cấp luôn cho San Siết ẩn N5 của mình lên thêm được một tí này. Ui, level 200+ luôn kìa. 205 luôn anh em ạ. Ui ngon. Bảo sao hôm nay chỉ số nó cộng nhiều thế. Đánh thêm một trận nữa xem như thế nào anh em nhá. Đình của mình thì hơi mỏng anh em ạ. 11.5. Bạn nào 11.5 ta. 12 triệu này. Quánh thử xem như thế nào nhé. Nhưng mà công nhận đội hình của mình mỏng quá. Rồi, chiến đi. Xem trận này có khá khẩm hơn tí nào hay không nhá. Luffy Gono của mình thì vẫn phải đứng đầu để chống chịu thôi. Vì còn ai nữa đâu. Tốc độ bên bạn cao nhở. Để đánh trước kìa. Ủa, Pudding, ui. Cái gì đây? Vai cả trưởng thật, sử dụng ulti hồi sinh được cho. Đó chính là, hay quá. Hồi sinh luôn cho San Siết ẩn E5 của mình nha. Ôi dồi, vãi nồi. Đùa à. Rồi luôn. Ảo ma Canada thế. Đội hình bạn tốc độ cao vậy. Trời đất, cú đấy nhở. Rồi, toang. Đi hết rồi anh em ơi. Phải nổi thế nhở, khả năng là mình phải chỉnh thêm. Gọi là đội hình của bên mình tăng thêm vào tốc độ thôi. Cái này thì vỡ mồm con cờ hó sồm rồi. Thôi đi. Thôi anh em ạ. Từ ngày bỏ em bullet ra cái thấy sai nha. Thôi toang rồi. Đừng anh em nào bắt chước giống mình nhá. Ok. Còn anh em nào mà chơi điện thoại ta thì nhớ đăng ký kênh để có thể là chơi game của mình nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.